Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày cuối tháng 3, thời tiết các vùng biển đang khá thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Không còn các đợt gió đông bắc mạnh và cũng chưa vào mùa gió nam nên sóng gió đang khá êm ả. Hôm nay và ít nhất 2-3 ngày tới, dự báo vùng biển ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, ban ngày có nắng, gió đông đến đông bắc khoảng cấp 3 đến cấp 4, độ cao sóng dưới 1m50, ít trở ngại đến việc di chuyển cũng như khai thác của bà con ngư dân. Với vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, từ nay đến cuối tuần, thời tiết cũng thuận lợi khi trời có nắng nhiều, gió ổn định cấp 3 đến cấp 4, độ cao sóng không quá 1m50. Với vùng biển phía Nam, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Thổ Chu, Nam Du và Phú Quốc, gió đông thổi đều không quá cấp 4, an toàn cho các hoạt động của tàu thuyền trong khu vực này. Ở Vịnh Bắc Bộ đang là nơi mà chịu chi phối của gió đông nam. Dù cường độ không mạnh, chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4, nhưng đây là đới gió ẩm nên có thể gây mưa vài nơi. Riêng buổi sáng sớm còn có sương mù, làm tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1 km, có thể làm cản trở tầm nhìn nên các tàu thuyền chú ý, quan sát, bật đèn báo hiệu để các tàu khác có thể nhìn rõ và chủ động hướng di chuyển. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.